Hoan hỷ đón chào quý vị khán thính giả đang theo dõi Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên, kính chúc quý vị khán thính giả an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, chiêm nghiệm được nhiều điều nhân văn để gia đạo luôn bình an, tấn tài, tấn lộc. Quý vị thân mến, theo văn hóa của người Việt Nam thì việc thắp hương được xem là tục lệ không thể thiếu đối với mọi người, mọi gia đình. Trong lúc thắp hương, hình ảnh cây nhang cháy nửa chừng rồi tắt, cháy không hết là trường hợp xảy ra rất thường xuyên. Với những người tin vào tâm linh, họ sẽ cho rằng thắp hương không cháy hết mang đến điểm báo nào đó không may. Vậy thắp hương bị tắt giữa chừng là điểm báo gì? Có xui hay không? Để giải đáp thắc mắc này, mời quý vị hãy cùng tìm hiểu ngay trong chương trình ngày hôm nay nhé. Thứ nhất là thắp hương bị tắt điểm báo gì? Thắp hương trên bàn thờ gia tiên là một nét đẹp văn hóa truyền thống không thể thiếu trong các dịp giỗ chạp, lễ Tết. Còn trong tâm thức mỗi người Việt đều tin rằng nén hương khi đốt lên là một nhịp cầu vô hình nối kết hai thế giới hữu hình và vô hình với nhau. Theo Phật giáo, hương là một trong 6 lễ vật dùng để dâng cúng, gồm có hương, hoa, đăng, trà, quả, thực, tức là nhang, bông, đèn, trà, trái, thức ăn. Tinh thần Phật giáo cho rằng việc cúng Phật chỉ nên dùng hương thơm, đèn, hoa quả tươi, trái tốt là được. Lòng thành thể hiện qua làn khói hương, chứ không phải nằm ở những mâm sắm lễ linh đình, thịt cá, heo quay. Nếu thắp hương bị tắt, thì theo quan điểm của người xưa, đây là điểm báo xui rủi, báo hiệu một năm làm ăn lận đận, thất bát, hoặc gia đình có tang tóc, sự chẳng lành. Năm đó có thể sẽ là năm hạn, gia chủ nếu có dự định làm ăn, khởi nghiệp hay đi đâu xa thì nên dời lại năm sau. Có quan điểm chia một nén hương thành 3 phần, hương bị tắt ở phần nào thì báo hiệu điều không hay sẽ xảy ra phần đó. Cụ thể như sau: hương tắt ở phần đầu, từ đỉnh đến 2/3 cây hương. Hương bị tắt trong phạm vi này là liên quan tới tiên, Phật, Thánh, Thần. Gia đình bạn bị quở trách về việc làm chưa đúng, chưa đủ, còn lỗi, cần phải tiến hành sửa đổi, làm lại ngay. Người có căn quả chưa làm tròn bổn phận, bị phạt căn. Hương tắt ở phần giữa, từ còn 2/3 đến còn 1/3 cây hương. Phần này liên quan đến người thân ruột thịt trong nhà, như ông, bà, cha, mẹ, chú, bác, anh chị em. Điểm báo gia đình sắp gặp chuyện không may, tai ương hỏa nạn, ốm đau bệnh tật, mất tiền, mất của. Mọi người đều phải cẩn thận, đề phòng tai họa xảy ra. Nhang tắt ở phần cuối, từ vị trí còn 1/3 cây hương. Phần này thường liên quan tới thổ công, gia tiên. Báo rằng gia trạch chưa yên, có sự động long mạch, bếp nấu đặt sai vị trí hoặc bị phạm kỵ phong thủy, thờ cúng thần linh thổ địa chưa đúng, lập lư hương chưa được. Riêng với ban thờ thần tài, trường hợp thắp hương bị tắt điểm báo gì, tốt hay xấu? Có thể đây là điểm báo gia chủ sẽ làm ăn khó khăn, thất bát, phải chịu sự cạnh tranh, chơi xấu của nhiều đối thủ xung quanh. Ngoài ra, điểm này sẽ thấy gia chủ làm việc hoặc đưa ra quyết định gì cũng cần phải cẩn trọng để tránh thua lỗ về sau. Thứ hai là thắp hương bị tắt giữa chừng, nguyên nhân do đâu? Thắp hương là vấn đề hết sức bình thường. Tuy nhiên thì có một tình trạng mà khiến nhiều người lo lắng, đó là nén hương cháy nửa chừng rồi tắt hẳn, không cháy hết. Các bạn đừng vội mà hãy cùng tìm hiểu nén hương của mình có gặp trong những tình trạng dưới đây không nhé. Nhang bị ẩm ướt. Đây là tình trạng không quá xa lạ. Cẩn thận cỡ nào thì vô tình một vài giọt nước rơi trúng nhang cũng sẽ khiến súng bị tắt giữa chừng. Hãy kiểm tra thử xem nén nhang không cháy kia có nằm trong tình trạng này không nhé. Lõi nhang bị ẩm. Nhiều người cho rằng trong bó nhang kia nếu người ta đốt cháy hết mà mình lại bị tắt giữa chừng, thế là đâm ra suy nghĩ không phải cái gì cũng là suôn sẻ hết cả. Có thể là vô tình bạn cầm trúng nén nhang có một phần lõi bị ẩm, và khi cháy đến phần đó thì không thể cháy được nữa. Đó cũng là chuyện đương nhiên. Hãy bình tĩnh xem xét thử thế nào rồi mới lo lắng, khi đó vẫn còn chưa muộn. Gió quá mạnh. Nếu bạn đang thắp hương hương đang cháy bình thường, bỗng dưng tắt. Bạn thử xem lúc đó có gió không nhé. Bởi ngọn lửa của nén hương rất nhỏ, rất dễ bị dập tắt. Nhìn chung là có khá nhiều nguyên nhân dẫn đến việc thắp hương giữa chừng mà bị tắt, nên các bạn cũng đừng quá lo lắng mà hãy bình tĩnh xử lý. Thứ ba là thắp hương bị tắt giữa chừng là điểm báo gì, có xui không? Khi thắp hương sẽ tạo ra một làn khói và mùi hương vô cùng đặc trưng. Nhiều người xem đây là lúc cảm giác được đầm ấm và thanh tịnh nhất. Việc thắp hương chắc chắn không ít một lần gặp phải trong trường hợp bị tắt giữa chừng. Theo quan điểm tâm linh thì đây hoàn toàn ẩn chứa một điểm gì đó và các bạn cần phải chú ý. Hương tắt hoàn toàn là một hiện tượng báo hiệu điều gì đó sắp xảy ra. Theo kinh nghiệm của một số người thì đây hoàn toàn là chuyện chẳng lành. Có thể bạn và hoặc thành viên trong gia đình nào đó sẽ gặp điều xấu, không hay trong công việc, cũng như trong cuộc sống. Vì thế tốt nhất khuyên mọi người cũng như bản thân luôn phải cẩn thận. Nếu nén hương bị tắt là nén hương mà bạn thắp trong đêm giao thừa, thì trong năm đó bạn và gia đình sẽ gặp nhiều điều không hay, xui xẻo, công việc làm ăn thì thất bát, làm gì cũng không thuận lợi. Xác định năm đó sẽ là năm hạn, nên có dự định làm ăn hay khởi nghiệp đi đâu xa thì nên rời lại năm sau. Thứ tư là cách giải quyết khi nhang bị tắt giữa chừng. Nếu chẳng may rơi vào trường hợp nén hương trong lúc cúng bị tắt giữa chừng, thì cách xử lý ngay lúc này là nên để yên nhang ở vị trí cũ và châm lửa lại cho chúng cháy hết. Tuyệt đối không được rút nhang ra rồi mới châm lửa, bởi lúc này nhang sẽ trở thành nhang thừa. Trước khi thắp hương, bạn nên kiểm tra nén hương thật cẩn thận, xem nén hương đó có bị ẩm ướt hay không. Khi không dùng đến hương, bạn nên cất gọn vào khu vực cao, sang trọng và khô ráo, để hương không bị ẩm. Bên cạnh đó, để hạn chế việc nén hương bị tắt giữa chừng, thì bạn phải thật cẩn thận, chọn nhang có chất lượng và kiểm tra thật kỹ trước khi thắp. Nhưng trong trường hợp bạn đã cất kỹ lưỡng mà vẫn xảy ra tình trạng này, thì chắc chắn đây là một điểm báo xui xẻo mà bạn cần lưu ý và đề phòng đấy nhé. Vâng, thưa quý vị thân mến, thắp hương, thắp nhang chính là hành động thể hiện sự thành kính của mỗi người đối với tổ tiên hoặc những người đã mất. Do vậy mà đây chính là hình ảnh thiêng liêng và đáng quý của mỗi người dân Việt Nam khi hướng về cội nguồn. Bởi lẽ đó mà việc thắp nhang cũng cần tuân theo những nguyên tắc riêng để việc thờ phụng được viên mãn và bàn thờ được trang nghiêm thanh tịnh nhất. Cụ thể như sau. Thứ nhất, số lượng bát hương trên bàn thờ gia tiên. Trên bàn thờ gia tiên thường sẽ bày ít nhất là 2 bát hương trên bàn thờ, một thờ thần linh, một thờ gia tiên. Cũng có gia đình chỉ có 1 bát hương, thì do là khi xây nhà họ mượn tuổi chưa đổi về gia chủ đúng trên giấy tờ, hoặc cũng có thể là gia đình quyết định thờ chung. Lại có nhà bày đến 4 bát hương thì là do họ tách ra thờ riêng bát hương cho tổ cô và bát hương ông mãnh. Theo quan điểm tín ngưỡng lâu đời, các gia đình sẽ thường bày bát hương ứng với số lẻ 3, 7, 12 và gặp nhiều nhất là 3 bát hương. Sẽ sắp xếp theo thứ tự là bát hương thờ tổ cô, ông mãnh đặt bên trái, thờ thổ công thần linh ở giữa và thờ gia tiên bên phải là đầy đủ. Cũng có nhiều gia đình đặt quá nhiều bát hương trên bàn thờ gia tiên, thờ đầy đủ tổ tiên, ông bà, cụ, kỵ, bố mẹ, bà cô, ông mãnh, khiến cho bàn thờ bị quá tải. Bày không đúng cách sẽ không tận dụng được sức mạnh từ tâm linh theo quan điểm. Chưa kể, cũng có nhà trong bát hương không ghi rõ trong cốt là thờ ai, khiến tổ tiên, thần linh không có chỗ để về ngự. Vô tình lại khiến gia đình phạm lỗi không đáng mắc phải. Thứ hai đó là cách bố trí bát hương trên bàn thờ gia tiên. Cách đặt bát hương bàn thờ gia tiên cần thực hiện một cách nghiêm túc, đúng quy tắc. Trước tiên, bạn cần thực hiện nghi lễ xin phép thần linh. Cụ thể, hãy sắm bình hoa, chén trà, chén rượu, một đĩa trái cây. Nếu hết dặn ngày đặt bát hương đúng vào những dịp quan trọng như vào lễ nhập trạch, lễ lập bàn thờ mới thì sẽ càng trang trọng hơn. Sau đó đặt bát hương ở chính giữa bàn thờ, cách mép ngoài khoảng 15 cm để tiện cắm nhang hoặc để các đồ cúng lễ. Ngoài ra, việc sắp xếp này còn phụ thuộc vào số lượng bát nhang. quy mô nơi thờ tự và đặc điểm của từng gia đình. Bàn thờ có một bát hương. Bàn thờ có một bát hương thường là gia đình nhỏ, con thứ hoặc bàn thờ trong căn hộ chung cư mini, nhà trọ, phòng trọ. Bát hương chỉ để thờ cúng thần linh và gia tiên nên không tốn diện tích. Việc bài trí cũng đơn giản, chỉ cần đặt bát hương ở chính giữa, cách mép ngoài bàn thờ khoảng 15 cm. Bàn thờ có 2 bát hương. Bàn thờ này gồm 2 bát nhang, mỗi bát nhang để thờ riêng thần linh và gia tiên. Vậy cách bày bát hương trên bàn thờ có 2 bát hương ra sao? Trước tiên, đặt bát hương thờ thần linh cách mép bàn thờ 15 cm và kê cao khoảng 10 cm. Còn bát hương thờ gia tiên đặt ở phía dưới bàn thờ, cách bát hương thờ thần linh từ 10 đến 15 cm. Bàn thờ có 3 bát hương. Đây là kiểu bài trí phổ biến nhất ở các gia đình. Bàn thờ gồm 3 bát nhang thờ thần linh gia tiên, ông Mãnh, bà Cô. Cách đặt bát hương bàn thờ gia tiên có 3 bát hương như sau. Đầu tiên, bát hương thờ thần linh là bát hương to nhất, được đặt ở chính giữa và kê cao nhất. Bát hương thờ gia tiên và ông Mãnh, bà Cô nhỏ hơn, được đặt ở hai bên. Trong đó, bát hương gia tiên nằm ở bên phải, còn bát hương ông Mãnh, bà Cô nằm ở bên trái hướng người đứng thắp hương. Bàn thờ có 4 bát hương. Bàn thờ có 4 bát nhang thường có trong những gia đình Phật tử, với 1 bát hương để thờ Phật đặt ở trên cùng và 3 bát hương còn lại xếp hàng ngang, tương tự như với cách đặt bát hương trên bàn thờ có 3 bát hương ở phía trên. Bàn thờ có 5 bát hương. Đây là bàn thờ để cúng gia tiên cả bên nội và ngoại. Cụ thể cách bày 5 bát hương đúng như sau. Bát hương thờ thần linh kê cao nhất khoảng 20 cm và được đặt ở chính giữa. Bát hương thờ gia tiên bên nội nằm ở bên phải, kê cao khoảng 10 đến 15 cm. Bát hương thờ gia tiên bên ngoại nằm bên trái sát dưới bàn. Bát hương thờ ông Mãnh, bà Cô bên nội đặt bên phải sát dưới bàn, cách bát hương gia tiên 10 đến 15 cm. Bát hương thờ ông Mãnh, bà Cô bên ngoài đặt bên trái sát dưới bàn, cách bát hương gia tiên 10 đến 15 cm. Thứ ba đó là quy trình bốc bát hương. Trước tiên, bạn rửa sạch tay bằng nước gừng pha rượu rồi tự bốc bát hương gia tiên như sau. Bước 1, rải một lớp thạch anh ngũ sắc xuống dưới đáy bát hương. Bước 2, đặt bộ dị hiệu đã được gói xuống đáy bát hương. Bước 3, bốc tro cho vào bát hương, đồng thời đếm theo vòng sinh, lão, bệnh, tử, làm cho đến khi nắm cho cuối cùng bỏ vào bát hương, dừng lại ở chữ sinh thì được. Lưu ý, bạn vừa tự bốc bát hương gia tiên, kết hợp đọc văn khấn, đưa lên những tâm nguyện, mong muốn của bản thân và gia đình. Sau khi đã tự bốc bát hương xong, bạn cần đặt nơi bàn thờ sạch sẽ, không để uế tạp. Mỗi khi cần sắp xếp lại bàn thờ, bạn phải khấn vái, xin phép và chỉ được di chuyển đèn, đỉnh đồng, bình hoa, chén nước. Bài vị và bát nhang thì không được xê dịch. Khi lau chùi bài vị, bát nhang, bạn phải lấy tay giữ không cho xoay. Sau đó dùng khăn sạch thấm nước, phun rượu pha gừng giã nhỏ, nước hoa, lau cho sạch. Nếu chân nhang quá nhiều, bạn cần rút bớt và để lại 5 chân. Những cây nhang đã nhỏ thì cần đốt rồi thả cho xuống sông hoặc suối. Các gia đình thường bốc 3 bát hương bao gồm thờ quan thần linh, bà Cô hoặc ông Mãnh và gia tiên. Đối với các công ty, cửa hàng thì sẽ bốc bát hương thần tài. Đối với người dân vùng đồng bằng Bắc Bộ và cư dân gốc ở đây thường đặt 3 bát hương trên đế tam sơn trong một bàn thờ. Khi đứng từ ngoài nhìn vào, 3 bát hương này sẽ được đặt theo vị trí như sau. Bà Tổ Cô bên trái, gia tiên bên phải và thổ công chính giữa. Bát hương thổ công lúc nào cũng to hơn 2 bát hương kia và đặt ở vị trí cao hơn. Theo quan điểm Phật ở tại tâm, bốc bát hương vào ngày nào không quan trọng, chủ yếu là thành tâm. Tuy nhiên, bạn nên chọn ngày tốt thay bát hương để đảm bảo sự thuận lợi, vì người xưa có câu, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Những yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn ngày là có hợp tuổi bạn hay không, sao tốt hội chiếu và tránh được những ngày đại kỵ như sát chủ, tam nương, nguyệt kỵ. Thứ tư, nên thắp mấy nén hương. Việc thắp hương như thế nào chưa đúng, phù hợp với văn hóa và phong tục Việt Nam là điều rất cần biết đối với mọi người. Nó cũng thể hiện văn hóa ứng xử của mỗi người. Thực tế cho thấy, người Việt Nam ta khi thắp hương thường chọn số lẻ 1, 3, 5, 7, 9. Hoặc có thể người ta cũng đốt cả nắm hương, chứ không thắp hương theo số chẵn 2, 4, 6, 8. Theo lý giải của phong thủy, thì số lẻ 1, 3, 5 mang nhiều ý nghĩa may mắn, vì số lẻ là số dương may mắn và số chẵn là số âm xui xẻo. Một nén hương. Với việc thờ cúng thần linh trong nhà, thắp một nén hương được gọi là bình an hương. Theo đó, nếu muốn cầu người nhà bình an, mọi việc thuận lợi, thì gia chủ có thể thắp một nén hương mỗi buổi sáng, tối trong một ngày là đủ. Khi đến chùa chiền, chúng ta cũng chỉ cần thắp một nén nhang là đủ. Nén nhang đó được gọi là tâm hương. Tuy chỉ một nén nhang, nhưng lại bao gồm ý nghĩa 5 sắc hương. Giới hương tự nhắc nhở mình hướng thiện để tâm hồn luôn trong sáng. Định hương giữ cho lòng yên ổn, không bị cái xấu. Tuệ hương làm cho trí não luôn sáng suốt để thu nhận được những điều tốt đẹp, thiện lương. Tri kiến hương giúp ta vững tin phát triển năng lực, trí tuệ. Giải thoát hương giúp ta buông xả mọi ưu phiền, cũng như những ham muốn tội lỗi, và một phần phòng tránh hỏa hoạn hay ô nhiễm. 3 nén hương. Cách thắp hương này thể hiện ý nghĩa là tâm nhang, lòng thành; dưới nhang, theo lời răn dạy của Phật Thánh Tổ Đường; và đỉnh nhang, tuyệt đối không thay lòng đổi dạ. Theo đạo Phật, cách thắp 3 nén hương này gọi là tam bảo hương. Tam bảo chính là Phật, Pháp và Tăng. Trong phong thủy thì số 3 là tượng của tam giới: thiên, trời, địa, đất, nhân, người. Vì vậy, khi làm những việc quan trọng trong đời thì người ta thường thắp 3 nén hương lên bàn thờ và khấn: Hoàng thiên tức là trời, hậu thổ tức là đất, những chiến sĩ trận vong cô hồn tức là nhân, phù hộ độ trì. Theo đạo giáo, 3 nén hương này gọi là tam thanh hương. Trong đó tam thanh là ngọc thanh, thiên tôn nguyên thủy; thượng thanh, thiên tôn linh bảo; và thái thanh, thiên tôn đạo đức. Trong 3 nén hương này, nén ở giữa là hương chủ, gọi là hương giáo chủ. Nén bên trái là hương thanh long, còn nén bên tay phải là hương bạch hổ. Mục đích của việc thắp 3 nén hương này là linh ứng báo tin, bảo vệ người trong nhà và xua đuổi mọi tai ương. 5 nén hương. Thắp 5 nén hương có ý nghĩa là 5 phương trời đất, 5 hướng thần linh. Theo phong thủy thì là ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Thông thường có 2 cách để cắm 5 nén hương vào bát hương trên bàn thờ. Cách cắm thứ nhất, sắp xếp theo 5 phương, ở giữa là hương giáo chủ, trái là hương thanh long, phải là hương bạch hổ, phía trước là hương chu tước, phía sau là hương huyền vũ. Cách cắm thứ hai, sắp xếp theo hình chữ nhất, theo chiều ngang, với nén hương thứ nhất là hương thanh long, thứ hai là bạch hổ, thứ ba là quan khẩu, thứ tư là hộ pháp và thứ năm là báo mã. Thông thường cách thắp 5 nén hương này do các thầy Pháp tiến hành để dự báo hung cát cho người khác hoặc mời gọi thần linh. 7 nén hương. Con số 7 này tượng trưng cho bắt đầu thất tinh hương với tên gọi lần lượt là thiên su, thiên toàn, thiên cơ, thiên quyền, khai dương, ngọc hoành và giao quang. Cách thắp 7 nén hương cùng lúc để mời gọi thần linh, thiên tướng. Nếu không đến mức độ bất đắc dĩ thì không nên dùng cách thắp hương này. 9 nén hương được gọi là cửu cửu liên hoàn hương, được bày theo 3 hàng và 3 cột. Trên mời Ngọc Hoàng Đại Đế, dưới mời Thập Điện Diêm Vương. Đây được coi là tín hiệu dùng để cầu cứu. Trong trường hợp bất đắc dĩ và hầu như không có sự trợ giúp nào của con người thì mới sử dụng. Hy vọng Ngọc Hoàng Đại Đế và Thập Điện Diêm Vương cứu giúp muôn dân, cứu khổ, cứu nạn. Thứ 5 là sắp xếp bát hương, đồ thờ Phật, thần linh, gia tiên đúng vị trí. Trước khi mang những đồ thờ xuống cỏ rửa, gia chủ hãy nhớ thật kỹ vị trí để sau đó sắp xếp lại cho đúng nhé. Việc để các đồ thờ cúng sai vị trí sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tài lộc của gia chủ. Tốt hơn là với cho bát hương cũ, đồ thờ cúng, khi muốn thay thế đồ mới thì phải thả ra đồ cũ sông hồ, cho mát hoặc những nơi sạch sẽ, hoặc hóa những đồ vật đó. Với bàn thờ cũ, cây nến, cây hương tiện bằng gỗ sơn son thiếp vàng cổ nên hóa đi, chứ không nên để nguyên vứt linh tinh, vừa phạm vừa ô nhiễm môi trường. không làm đổ vỡ đồ thờ. Đồ thờ cúng trên bàn thờ là những vật linh thiêng, thể hiện sự trang trọng tôn kính với người thân và tổ tiên đã khuất. Nên theo quan điểm dân gian, nếu không cẩn thận làm đổ vỡ thì gia chủ sẽ gặp chuyện không may vì thiếu đi sự tôn trọng với người đã khuất. Vị trí bên trái bàn thờ là vị trí quyết định tài vận và hòa khí gia đình. Nếu bạn để nơi này bừa bộn, để những vật không cần thiết ở đây, thì đừng trách vì sao vợ chồng thường xuyên hục hặc, cự cãi, làm mãi vẫn không khá lên được. Không chỉ chú ý việc chăm chút cho bàn thờ, mà cả dưới bàn thờ gia chủ cũng cần phải lưu ý không được đặt đồ đạc ở đây. Bên dưới bàn thờ cần được giữ thông thoáng, sạch sẽ và tuyệt đối không được đặt bể cá ở đây nếu không muốn tài sản hao hụt, sức khỏe đi xuống. Ngoài ra, khi đặt bàn thờ, chủ nhân nên chọn vị trí trang trọng để đảm bảo tôn nghiêm và thể hiện lòng thành kính với thần Phật tổ tiên. Việc đặt phòng thờ cận bếp hoặc đối diện cửa nhà vệ sinh được xem là đại kỵ, phạm tội bất kính với bề trên. Vâng thưa quý vị, thắp nhang đã trở thành một sản phẩm tinh thần không thể thiếu của người Việt. Nén nhang được thắp lên khiến tâm hồn trở nên thanh tịnh, an yên. Hy vọng những chia sẻ trên đây sẽ giúp gia chủ thực hiện nghi lễ thắp nhang hàng ngày tại nhà thành tâm và kính cẩn đối với ông bà, tổ tiên trong gia đình mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay. Quý vị đừng quên ấn like, đăng ký kênh Phú Quý Tài Lộc để không bỏ lỡ những video hay nhất từ chúng tôi nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!